kính như Lệ Giang của Trung Hoa, lãng mạn như Venice của Ý và êm đềm như Gijón của Hà Lan. Đó là những cảm nhận của hầu hết du khách khi đến với phố cổ Hội An, nơi được mệnh danh là thành phố của những danh hiệu. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi lượng du khách trong và ngoài nước quay lại Hội An tăng nhanh ngay sau khi Việt Nam mở cửa trở lại các hoạt động du lịch sau thời gian dài đóng băng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tôi nghĩ nơi này thật đẹp với những ngôi nhà cổ. Tôi cảm thấy rất an toàn và có nhiều hoạt động để làm. Có thể dạo thuyền trên sông, đi bộ quanh phố cổ, mua sắm. Thật dễ chịu. Sự nổi trội về các giá trị cảnh quan, văn hóa, môi trường, dịch vụ là tiêu chí giúp Hội An liên tục nhận nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022, một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới năm 2022 và mới đây nhất là top 4 thành phố được yêu thích nhất thế giới. Những giải thưởng đó là một cái trách nhiệm cho cộng đồng du lịch để làm thế nào để cho ngày là giữ cái chất lượng và làm tốt hơn nữa. Bây giờ là vấn đề đặt ra là Hội An phải làm sao mà tiếp tục chúng ta phát triển theo cái hướng du lịch xanh và du lịch bền vững bởi một cái sự lựa chọn vô cùng chính xác và phải kiên trì. Tuy được quản lý chặt chẽ theo mô hình di sản đặc biệt, nhưng phố cổ Hội An ngày nay không bị đóng băng như một bảo tàng, mà nó tồn tại sinh động, đúng nghĩa là một đô thị cổ. Ở đó, mọi hoạt động đời sống thường nhật của người dân vẫn diễn ra bình thường. Những cung bậc, sắc màu, thanh âm và nhịp sống ấy hòa quyện vào nhau tạo nên một Hội An ấm cúng, thân thiện, gần gũi, bình an và lãng mạn riêng có.